Bảo Trân rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mẹo Hay Cho Bạn. Kính thưa quý vị, với những chiếc màng bọc thực phẩm bằng ni lông, tưởng chừng chỉ có công dụng là bọc kính thực phẩm, lại có rất nhiều công dụng hữu ích trong cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay, Mẹo Hay Cho Bạn sẽ mách cho quý vị cách sử dụng màng bọc thực phẩm hiệu quả nhất. Nếu bạn lo ngại những trái chuối sau khi mua về nhà, sau vài ngày sẽ không còn được tươi và ngon như lúc mới mua nữa, hãy thử áp dụng mẹo hay đầu tiên này nếu bạn muốn giữ chuối được tươi lâu hơn. Chỉ cần bọc màng bọc thực phẩm vào phần cuốn, chuối sẽ giữ được màu sắc và độ ngon như khi mới mua. Tiếp đến, hãy khám phá thêm một công dụng rất thú vị của những chiếc màng bọc thực phẩm này. Nếu trong một dịp nào đó bạn cần phải sử dụng thời gian thật sự tiết kiệm cho bữa ăn, hãy tận dụng màng bọc thực phẩm bọc chén dĩa trước khi đựng thức ăn để tránh phải rửa chúng sau đó. Mặc dầu mẹo hay này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian tức thời, nhưng không nên thực hiện chúng thường xuyên nếu không thực sự cần thiết. Màng bọc thực phẩm còn có một công dụng là bẫy ruồi nữa đấy. Nếu như chưa biết, mẹo hay sẽ mách cho bạn. Đầu tiên, đặt trái cây cắt lát vào ly, đậy kín bằng màng bọc ni lông và dùng thìa chọc các lỗ nhỏ trên màng. Lũ ruồi bọ sẽ bị thu hút bởi mùi trái cây và bò vào theo các lỗ nhỏ trên màng bọc, nhưng chúng sẽ không dễ dàng thoát ra. Để tránh việc lỡ tay làm đổ ly nước, bạn nên dùng màng bọc thực phẩm bịt kín miệng cốc rồi quấn xung quanh. Với những bà nội trợ, việc phải dùng quá nhiều sức để mở nắp một lọ thực phẩm nào đó thật là điều đáng ghét. Hãy thử ngay mẹo hay này, nếu nắp đậy bình hoặc lọ quá khít, bạn hãy bọc nó bằng màng bọc thực phẩm. Điều này sẽ giúp bạn mở bình dễ dàng hơn rất nhiều. Trong những chuyến du lịch hay công tác nhiều ngày, mỹ phẩm luôn là những món đồ các bạn ưu tiên mang theo. Nhưng làm thế nào để tránh tình trạng mỹ phẩm bị rò rỉ ra ngoài thông qua miệng, nắp đậy? Cách tối ưu nhất để khắc phục tình trạng này đó là che miệng những loại mỹ phẩm này bằng màng bọc trước khi đóng nắp. Điều này sẽ giúp chất lỏng bên trong không bị rò rỉ. Bồn cầu nhà quý vị bị tắc, không biết xử lý như thế nào khi không có bột thông cống sẵn sàng trong nhà. Hãy quấn quanh nhiều vòng màng bọc thực phẩm xung quanh miệng bồn cầu, dán băng keo xung quanh thân bồn cầu để giữ cho bồn cầu kín hơi. Sau đó xả nước cho tới khi thấy màng bọc phồng lên rồi giấn tay xuống để ép không khí dồn xuống dưới. Như vậy sẽ làm thông bồn cầu bị tắc dễ dàng. Kính thưa quý vị, ớt là nguyên liệu có mặt xuyên suốt trong mâm cơm của gia đình chúng ta. Vị cay của ớt kích thích vị giác và khiến món ăn trở nên ngon hơn. Nhưng làm thế nào để tay không bị bỏng khi sơ chế ớt và giảm cay cấp tốc khi ăn quá nhiều ớt? Hãy cùng Mẹo Hay Cho Bạn khám phá ngay nhé! Khi sơ chế ớt, việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là hãy đeo bao tay. Lớp bao tay ni lông sẽ hạn chế tối đa bàn tay tiếp xúc lại với những quả ớt thật cay kia. Nhưng vẫn có những trường hợp dù đã đeo bao tay rồi mà tay vẫn bị bỏng ớt. Vậy thì hãy thực hiện thêm những mẹo hay sau để giảm thiểu tối đa độ cay của ớt tác động lên đôi bàn tay của bạn. Hãy cắt một miếng khoai tây mỏng và thoa lên hai bên mặt dao. Nước khoai tây sẽ làm giảm thiểu độ cay của ớt.
Tiếp theo là vừa thái ớt vừa dúng dao vào thau nước bên cạnh. Làm như thế, phần ớt dính trên dao sẽ liên tục được nước lấy đi, hạn chế phần nước này tiếp xúc với tay của bạn. Trước khi thái, bạn hãy bỏ ớt vào ngăn đá tủ lạnh hoặc ngâm vào nước đá trong khoảng 10 phút, sau đó lấy ra thái bình thường. Việc làm lạnh những quả ớt này sẽ giảm thiểu việc tỏa ra vị cay và phần nước của ớt cũng ít tiết ra hơn. Một mẹo đơn giản nữa là dùng dầu ăn hoặc dầu ô liu thoa lên tay và dao trước khi tiếp xúc với ớt. Lớp dầu thoa lên chính là lớp màng bảo vệ cho da tay của bạn. Nếu chẳng may ớt đã dính vào tay của bạn rồi thì cũng đừng quá lo lắng, hãy thực hiện ngay những mẹo sau đây. Bôi rượu lên vùng da đang bị nóng rát, alcohol trong rượu sẽ làm hòa tan chất cay của ớt và giảm cảm giác nóng rát. Nếu như nhà bạn không có sẵn rượu, hãy thoa sữa bò hoặc sữa chua lên vùng da bị bỏng ớt, da của bạn sẽ cảm thấy thoải mái trở lại nhanh thôi. Một cách hữu hiệu nữa để có thể làm giảm đi cảm giác nóng rát của ớt là hãy rửa tay bằng nước rửa chén và xả sạch với nước lạnh. Baking soda cũng sẽ giúp bạn đánh bay cảm giác bỏng rát của ớt. Hòa tan baking soda vào trong nước và nhúng tay bạn vào, sau đó rửa sạch lại với nước lạnh. Nếu như quý vị muốn loại bỏ vị cay nhanh nhất sau khi ăn một món ăn nào đó có nhiều ớt, thì hãy tiêu thụ các sản phẩm từ sữa như uống sữa, ăn kem, sữa chua hoặc có thể ăn một miếng đường. Đường sẽ hấp thụ một số loại tinh dầu của ớt và làm giảm cảm giác cay nóng. Mẹo hay vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.